Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ năm ngày 23 tháng 3. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng ngày 23 tháng 3, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ tại huyện Trùng Khánh. Cùng đi có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh của người, đoàn công tác nguyện một lòng trung thành với Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường. Sau nghi lễ dâng hương, đoàn đã đến thăm các địa điểm suối Lenin, núi Cốc Mác, hang Cốc Bó nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, thăm động viên tặng một tivi trị giá 20 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Chiều ngày 22 tháng 3, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác chỉ đạo thu ngân sách, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án trên địa bàn. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng thu ngân sách đến ngày 15 tháng 3 đạt 67 tỷ đồng, bằng 16,2% so với dự toán tỉnh giao, trong đó thu nội địa, không bao gồm tiền sử dụng đất, đạt 59,7 tỷ đồng, bằng 20,9% dự toán tỉnh giao, thu cân đối 37,7 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngay từ đầu, thành phố đã triển khai biện pháp quản lý khai thác hiệu quả đối với từng nguồn thu, từng địa bàn cụ thể và một số lĩnh vực sắc thuế. Tuy nhiên, tiến độ thu nội địa vẫn còn đạt thấp so với dự toán tỉnh giao. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố trên 125 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 36,6 tỷ đồng, vốn từ ngân sách trung ương gần 85 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 vẫn còn khá thấp. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2023 mới đạt 1,3% kế hoạch vốn. Nhiều dự án lớn quan trọng triển khai còn chậm, còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, thủ tục hồ sơ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy, đề nghị Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế, các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giám sát, theo dõi, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về thu ngân sách, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ đọng, khó thu. Công tác đầu tư công cần đẩy mạnh giải ngân vốn, tạo cú hích trong đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế. Các đơn vị cần thực hiện quyết liệt điều chỉnh dứt điểm những tồn tại khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, thủ tục hồ sơ. Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sát với tình hình thực tế. Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu Quân khu 1 vừa tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho cán bộ chiến sĩ làm công tác khoa học quân sự và các cơ quan có liên quan của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương. Trong 3 ngày học tập, lớp tập huấn được quán triệt một số nội dung về xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, thống nhất nội dung hồ sơ quy trình quản lý sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy cách, phương pháp biên soạn tài liệu huấn luyện, quy trình hồ sơ đăng ký đề tài khoa học. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường phân loại, thu gom và xử lý chất thải tại nguồn. Quy trình nghiên cứu hoàn thành một đề tài công trình lịch sử, quân sự, tổng kết chiến tranh.
quy cách thể hiện một công trình lịch sử quân sự tổng kết chiến tranh, đối tượng, phương pháp, cách thức nghiên cứu, biên soạn, một công trình lịch sử đảng bộ. Thông qua lớp tập huấn, nâng cao chất lượng công tác ngành khoa học quân sự, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ mới. Tại Cao Bằng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa tổ chức hai khóa đào tạo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số rối loạn tâm thần cho 201 học viên là y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tại khóa đào tạo, các học viên được giới thiệu một số kiến thức tổng quan về sức khỏe tâm thần, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh, rối loạn trầm cảm, tư vấn về chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, triệu chứng và hội chứng trong tâm thần học, phát hiện chẩn đoán điều trị và quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng, thực hiện các liệu pháp tâm lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, âm nhạc trị liệu, phục hồi chức năng tâm thần xã hội, tư vấn về nâng cao sức khỏe tâm thần, dự phòng các rối loạn tâm thần, hướng nghiệp và hỗ trợ xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh. Sau phần lý thuyết, các học viên thực hành tình huống xử trí các trường hợp cấp cứu tâm thần và hướng điều trị và quản lý người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng nhận đào tạo về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số rối loạn tâm thần tại cộng đồng. Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa tổ chức đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ vừa qua, 67 đoàn viên sinh hoạt tại 6 tổ công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên công chức người lao động tham gia tích cực các phong trào. Trong nhiệm kỳ có 120 lượt đoàn viên được cử đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên với kinh phí gần 70 triệu đồng, thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân với trên 140 triệu đồng, giới thiệu và kết nạp 12 đoàn viên ưu tú vào đảng, 100% đoàn viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra xét xử, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phấn đấu 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Hàng năm có 100% tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đoàn viên không mắc các tệ nạn xã hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Trong cuộc làm việc gần đây với Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cần nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, ở trong nước, thiên tai, sự cố xảy ra 7.942 vụ, hậu quả có 1.339 người chết, 200 người mất tích, 513 người bị thương, 840 phương tiện bị chìm, cháy, hỏng, 1.428 nhà xưởng, hơn 761 hecta rừng và thảm thực vật bị cháy, 7.638 nhà bị hư hỏng, sập, hơn 190.000 hecta lúa và hoa màu bị hư hại, hơn 91,2 nghìn gia súc, gia cầm bị chết. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính khoảng hơn 5.000 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành địa phương đã chỉ đạo các lực lượng phòng thủ dân sự, nhất là lực lượng vũ trang khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo cần nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa cho công tác ứng phó với sự cố thiên tai thảm họa, bởi phòng thủ dân sự không chỉ của hệ thống chính trị mà phải dựa vào người dân, doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng để hạn chế thiệt hại. Công tác diễn tập phải thực chất, tránh hình thức, làm tốt công tác dự báo, chú ý những yếu tố an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai. Về phía chính phủ,
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa cho công tác sắp xếp bộ máy của văn phòng ban chỉ đạo theo hướng hiệu quả. Góp ý về dự thảo luật đất đai sửa đổi, một trong những nội dung được nhiều người quan tâm, nhất là cơ chế giá đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện nay, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Một số địa phương cho rằng dự thảo nếu để hai cơ chế bồi thường sẽ tiếp tục phát sinh phức tạp. Một số ý kiến khác đề xuất, để tránh việc tồn tại hai cơ chế đền bù giá, nhà nước có thể đứng ra thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với mức giá phù hợp, sau đó thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc đấu giá, đấu thầu sẽ tạo sự công bằng minh bạch trong tiếp cận đất đai, tạo ra nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này. Đáng chú ý, cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2 phía Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực. Như vậy, cửa khẩu Đông Hưng cùng cửa khẩu Hữu Nghị Quan phía Việt Nam là cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn trở thành hai cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây Trung Quốc. Địa điểm giám sát nhập khẩu lương thực được chỉ định tại khu vực cửa khẩu Đông Hưng gồm nơi kiểm hóa chuyên dụng đối với lương thực nhập khẩu, phòng kỹ thuật giám sát, quản lý của hải quan, kho lấy mẫu chuyên dụng và khu vực xử lý kiểm dịch với 4 điểm kiểm hóa khép kín. Kho chuyên dụng có diện tích 400m². Năng lực giám sát quản lý đối với lương thực nhập khẩu qua khu vực này đạt tối đa 200.000 tấn một năm. Sau khi đưa vào hoạt động, cửa khẩu Đông Hưng phía Việt Nam là cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành một trong những cửa khẩu nhập khẩu lương thực từ các nước ASEAN. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hơn 570.000 ô tô mua mới được miễn đăng kiểm lần đầu trong năm nay. Với quy định miễn đăng kiểm ô tô mới, chủ xe hoặc người được ủy quyền chỉ cần mang các giấy tờ theo quy định và cung cấp bản cà số khung, số máy. Với quy định được miễn kiểm định lần đầu, mọi dữ liệu sẽ được lấy trên cơ sở dữ liệu về xe. Cơ sở sản xuất, lắp ráp là tổ chức sản xuất, lắp ráp xe, nhập khẩu để kiểm định. Trên giấy chứng nhận kiểm định được cấp, ở vị trí in ảnh cũng sẽ được ghi là xe được miễn kiểm định lần đầu. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo ban hành thông tư 02/2023/TT-BGTVT cũng đã lường trước một số tình huống khi phát tem kiểm định để chủ xe tự dán. Các trung tâm sẽ hướng dẫn người dân cách dán tem và họ cũng phải có ý thức việc này. Trường hợp mất tem hoặc giấy chứng nhận, theo quy định trong thời gian 7 ngày làm việc, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền có thể mang giấy tờ theo quy định để được cấp lại. Việc cấp lại cũng chỉ được thực hiện duy nhất một lần để tạo điều kiện cho chủ phương tiện chẳng may là mất. Trường hợp cấp lại chỉ được thực hiện trong thời gian không quá một tuần, nếu quá thời gian trên sẽ phải thực hiện kiểm tra, kiểm định để được cấp lại. Sau khi lập hồ sơ phương tiện, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng tem kiểm định để tự dán theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm đăng kiểm. Quy định mới sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm thời gian công sức khi không cần đưa xe đến đơn vị đăng kiểm, chờ kiểm định rồi mới được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định. Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 24 tháng 3, sau đó toàn miền sẽ chuyển sang trạng thái rét về đêm và sáng do không khí lạnh tràn xuống. Từ ngày 22 tháng 3, miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ. Có nơi trên 38 độ như Mường La, Sơn La, 38,4 độ. Việc xuất hiện nắng nóng ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trong giai đoạn nửa cuối tháng 3 không phải là điều bất thường, thế nhưng so với trung bình nhiều năm, năm nay nắng nóng đến sớm hơn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe
bởi việc chuyển từ lạnh sang nóng có thể gây ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch. Theo dự báo, đợt nắng nóng này chỉ khoảng 2 ngày, sau đó thời tiết lại tiếp tục thay đổi bởi từ nay đến hết tháng 3 và sang đầu tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa, nên sẽ có sự tranh chấp các hình thế thời tiết giữa nóng và lạnh. Dự báo sau đợt nắng nóng này, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Chuyển sang tin quốc tế, Trung Quốc đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA đầu tiên do công ty dược phẩm CSPC của Trung Quốc phát triển. Thông báo của CSPC cho biết, vaccine của công ty đã được Cơ quan Y tế Trung Quốc cấp phép sử dụng khẩn cấp. Vaccine này đã chứng minh có hiệu quả cao trong cuộc thử nghiệm sử dụng tiêm mũi tăng cường cho những người đã được tiêm các loại vaccine khác. Vaccine công nghệ mRNA được đánh giá là một trong những loại vaccine hiệu quả nhất trong việc giảm số ca mắc và số ca tử vong vì COVID-19. Khác với các loại vaccine truyền thống sử dụng virus đã bị làm yếu hoặc bất hoạt, vaccine công nghệ mRNA sẽ dạy các tế bào cách tạo protein, từ đó giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể con người. Công nghệ này cũng được nghiên cứu để phòng chống các bệnh khác. Vaccine này đã chứng minh có hiệu quả cao trong cuộc thử nghiệm sử dụng tiêm mũi tăng cường cho những người đã được tiêm các loại vaccine khác. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.